Đội Thái Như đoán em 26 tuổi là... Là sai. Sai. Anh nói như từng nhát dao đâm thẳng vào tim em vậy đó. Tim em nữa. Tiếp tục đâm thêm nháp qua bên kia nữa nè. Đội Thanh Duy đoán em 25 tuổi là đúng hay sai? Dạ đội Thanh Duy đoán Khoa 25 tuổi là... Là đúng. Đúng cách đây 15 năm. 15 năm trước. Như vậy bây giờ em là... Em 40 tuổi. 40 tuổi. Oh my god. Wow, xuống đây nào Khoa. Trẻ như vậy. Rất là trẻ. Mọi người sao vậy? Anh quá trẻ luôn. Anh 40 tuổi. 40 tuổi, trẻ quá. Mọi người sao vậy? Trời, tôi là ai? Tôi ở đâu? Không sao chị ơi, quá. Phải, thật ra ban đầu anh biết rằng là các em á đã đoán anh này cũng hơi đậm đậm tuổi. Nhưng mà rồi sau đó thấy anh biểu diễn, rồi cách anh nói chuyện cũng rất là trẻ trung, cộng thêm cái bộ trang phục lừa tình này nữa đó. Cho nên là kéo tuổi anh xuống còn 25 với 26. Em không chơi nữa đâu. Em không chơi nữa đâu.